大家好，欢迎你们来到我的频道。Chào mừng các bạn đến với kênh Tiếu Tiếu Channel. Hôm nay giống như cái màn hình thu nhỏ mà các bạn đã nhìn thấy hay là cái title mình đề xuống bên dưới, thì chủ đề của mình sẽ nói về 5 sự thật xoay quanh chị Lý Tử Thất, một vlogger vô cùng nổi tiếng của Trung Quốc, được biết đến với một người sống trong một ngôi nhà như tiên như cảnh, với lại hoa lá và rau trái bốn mùa. Một vlogger mà chuyên làm về ẩm thực cổ xưa của Trung Quốc hay là cuộc sống dân dã vùng nông thôn, đúng không nào? Và lý do tại sao mình lại làm về chị Lý Tử Thất? Bởi vì mình là một fan cứng, fan rất là lâu năm của chị ấy. Mình thường xuyên xem những video của chị ấy từ những ngày đầu tiên đến tận bây giờ, thực sự là không bỏ sót bất kỳ một video nào các bạn ạ. Thứ hai, mình nghĩ rằng là cái tư tưởng, cái cách sống của chị ấy đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái suy nghĩ của mình và cái phong cách sống hiện tại của mình bây giờ. Nên mình quyết định làm video về 5 sự thật xoay quanh chị Lý Tử Thất, các bạn cùng đón xem nhé. Sự thật thứ nhất, đầu tiên về chị Lý Tử Thất, đó là chị ấy còn có một cái tên gọi nữa, đó là Lý Chia Chia, có nghĩa là Lý Dai Dai. Dai trong từ giai nhân, tức là xinh đẹp mỹ miều ấy. Thực sự cái tên này quá là hợp với con người của chị ý luôn. Một người con gái rất là xinh đẹp và kiên cường, đúng không nào? Chị Lý Tử Thất thì sinh năm 1990. Năm nay có nghĩa là chị 30 tuổi rồi và vẫn còn đang độc thân. Hiện tại thì chị đang sống cùng với bà nội tại Sichuan Mianyang Trung Quốc, tức là tại vùng núi xa xôi hẻo lánh Miên Dương, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nói là xa xôi, hẻo lánh như vậy thôi, nhưng khi các bạn xem video của chị ấy, các bạn sẽ thấy rằng đây là một vùng quê cực kỳ yên bình này, và phong cảnh thì cực kỳ nên thơ và hữu tình luôn, cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Sự thật thứ hai, chị Lý Tử Thất có phải là một cô tiểu thư nhà giàu sinh ra trong một gia đình danh giá với tài sản hàng trăm nghìn nhân dân tệ hay không? Khi được hỏi những câu hỏi như thế này thì chị Lý Tử Thất chỉ cười và nói rằng ngay từ hồi lớp 4 tôi đã cực kỳ nổi tiếng tại vùng quê của mình, không bởi vì là sự giàu sang mà bởi vì tôi quá nghèo khó. Thực sự cuộc đời chị ấy là một chuỗi dài những bất hạnh và cơ cực các bạn ạ. Ngay từ hồi nhỏ thì mẹ chị đã mất sớm và vì thế chị ấy phải ở với lại cha và mẹ kế. Mẹ kế thì không hề yêu thương chị ý, thậm chí có những lần còn dúi đầu chị ấy xuống suối nước ở cạnh nhà, khiến nhiều lần chị ấy phải rơi nước mắt. Không lâu sau đó thì cha cũng qua đời, vì thế bà nội và ông nội đã đón chị ấy về nhà để sống. Và một bất hạnh hơn nữa đó rằng là vài năm sau người ông nội, tức là người trụ cột trong gia đình của mình thì cũng đã qua đời. Và từ đó cuộc sống của chị ấy khó khăn lại càng thêm khó khăn. Và sự thật thứ ba, khác xa với vẻ đẹp dịu dàng mà các bạn hay thấy trên video của chị Lý Tử Thất, thì chị ấy đã từng là một DJ. Đúng thế, năm 14 tuổi, tại vì cuộc sống quá là khó khăn khi ở với bà nội thì chị ấy đã quyết định lên thành phố để mưu sinh kiếm sống, đã từng làm những công việc như là bồi bàn và thậm chí là cả DJ. Công việc DJ này cũng mang lại cho chị ấy một cuộc sống khá là ổn định, ấm no. Tuy nhiên đến năm 2012 thì bà nội bị ốm nặng, mà trong lòng chị ấy, bà nội chính là người chị ấy thương nhất đời. Vì thế chị ấy quyết định đã trút bỏ tất cả để về quê hương chăm sóc bà. Trong giai đoạn ở quê thì Lý Tử Thất đã mở một cái shop Taobao nhỏ. Chính quyết định về quê cộng với việc mở một shop Taobao nhỏ ở trên mạng là cơ duyên để chị Lý Tử Thất cho ra đời những cái video đẹp như ngày hôm nay mà chúng ta thấy. Sự thật thứ tư đó chính là mức độ nổi tiếng của chị Lý Tử Thất là như thế nào, hay những biệt danh mà mọi người đặt cho chị ấy là gì. Đến năm 2017 thì các video của chị Lý Tử Thất thực sự đã trở thành một hiện tượng mạng xã hội của Trung Quốc với hàng trăm nghìn lượt xem và lượt like. Thậm chí hiện tại trên Weibo của chị ấy có 24 triệu lượt follow các bạn ạ. Đây là một con số mà nhiều ngôi sao Trung Quốc còn mơ ước ấy. Và những người Trung Quốc yêu mến chị thì đặt cho chị ấy một cái biệt danh, đó là Chu Phan Sương Ủy, có nghĩa là thánh nữ nấu ăn. Sang đến phương Tây thì những video của chị Lý Tử Thất tiếp tục là mưa làm gió tại nơi này. Thậm chí người ta còn đặt cho chị ấy một cái biệt danh hết sức là trân trọng luôn, đó là Lái Chư Tung Phang Tệ Sấn Mi Ly Lịa, hoặc là Hàn Trang, có nghĩa là sức mạnh thần bí đến từ phương Đông, hay là một cô gái người Hán kiên cường. Còn ở Việt Nam thì sao? Các fan yêu mến chị Lý Tử Thất đã đặt cho chị ấy một cái biệt danh hết sức là thân thương, đó là Tiên Nữ Đồng Quê, Chân Xiang Xen Lụy. À, chị Lý Tử Thất thì hiện tại còn đang kinh doanh một thương hiệu của riêng mình với những cái món ăn rất là đa dạng. Và ở Việt Nam thì các bạn có thể tìm mua những cái món đấy, ví dụ như là món bún ốc Lý Tử Thất rất là ngon. Và sự thật thứ năm, sự thật gần đây nhất của chị Lý Tử Thất, đó là sự kiện vào năm 2019 thì chị đã lọt top 15 người ảnh hưởng nhất Trung Quốc với vai trò là đã quảng bá được nền văn hóa của người Trung Quốc. Đến tháng 1 năm 2020, chị ấy được bầu chọn trong top 10 nhân vật nữ của năm.
Vừa rồi là những chia sẻ của mình xoay quanh 5 sự thật về vlogger nổi tiếng Lý Tử Thất. Còn các bạn thì sao? Các bạn có sự thật nào về chị ý không? Hay là cảm nhận gì về chị ấy thì hãy comment xuống dưới để mọi người cùng biết nhé. Và nếu thích video này các bạn hãy like và share để ủng hộ mình nhé. Và thực sự không biết rằng là do mình cuồng chị Lý Tử Thất này quá hay là mình thích cái cuộc sống như chị ý, mà trong đầu mình đang nảy ra một số ý tưởng đó là sửa sang cái ngôi nhà này và chiếc vườn xinh xinh của mình giống như là ngôi nhà mà chị Lý Tử Thất đang ở. Nếu các bạn tò mò không biết rằng là mình sẽ thay đổi như thế nào thì đừng quên ấn vào phần đăng ký và bật thông báo để theo dõi những video tiếp sau của mình nhé. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. Bye bye.